của iPhone 11 sẽ được đưa lên iPad mới. Người dùng đã rất thất vọng về thiết kế cụm camera của iPhone 11. Thế nhưng, họ sẽ còn phải thất vọng hơn nữa khi biết rằng cụm camera này sẽ được bê nguyên lên iPad mới. Theo đó, cụm camera trên iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max sẽ có thể được đưa lên mẫu iPad Pro phiên bản 2019. Khá may mắn khi Apple sẽ sắp xếp lại ba camera này theo một cách cân xứng hơn, nếu giống hệt như ở iPhone 11 Pro bộ ba camera trên iPad Pro mới sẽ gồm có một camera góc rộng, một camera góc siêu rộng và một camera tele. cả ba camera sẽ đều có độ phân giải 12 megapixel với tiêu cự lớn. trong đó, ống kính góc rộng của máy sẽ được trang bị bộ ổn định hình ảnh quang học OIS. camera góc siêu rộng có góc nhìn lên đến 120 độ, trong khi ống kính tele vừa được trang bị OIS lại vừa có zoom quang học hai lần. nếu thực sự iPad mới được trang bị camera giống như ở iPhone 11 Pro. Đây sẽ là một nâng cấp đáng kể đối với người dùng iPad Pro 2019. Trước đó, iPad Pro phiên bản 2018 chỉ có camera độ phân giải 12 megapixel duy nhất ở mặt sau. Mặc dù vậy, điều này sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí và giá thành của mẫu iPad mới. Có lẽ lúc này, Apple đang phải tự đặt ra cho mình câu hỏi: Camera tốt có thực sự quan trọng với người mua máy tính bảng hay không?